Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, vừa qua trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều liên quan tới livestream của diễn viên Ngọc Lan về gói bảo hiểm cô tham gia. Đến sáng ngày 20 tháng 4, Tổng giám đốc công ty bảo hiểm MVI Life đã có buổi họp báo cùng với Ngọc Lan để giải quyết những hiểu lầm liên quan. Những ngày vừa qua, vụ việc diễn viên Ngọc Lan live stream khóc và cho biết bị lừa khi tham gia bảo hiểm nhân thọ đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Liên quan đến lùm xùm xảy ra sáng 20 tháng 4, Ngọc Lan đã tổ chức buổi chia sẻ thông tin làm rõ các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm mà cô mua cho mình và con trai. Tại đây, thì nữ diễn viên và tổng giám đốc công ty bảo hiểm chính thức đã làm rõ những câu chuyện xoay quanh vụ việc. Theo Ngọc Lan, mục đích lớn nhất khi cô live stream là muốn chia sẻ mọi người, nên trân quý đồng tiền của mình và phải tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đặt bút ký một hợp đồng nào nên có luật sư tư vấn cho hợp đồng bảo hiểm. Nữ diễn viên cũng khẳng định là không có chuyện cô mua bảo hiểm ở đơn vị khác nên quay lại bóc phốt công ty bảo hiểm cũ. Cô nói, tôi mua bảo hiểm hồi tháng 1 năm 2020. Mấy tháng sau, tôi có đi cấp cứu và nằm viện. Người tư vấn bán bảo hiểm cho tôi chỉ hỏi thăm, không có động thái giải quyết các thủ tục bảo hiểm. Vì thế tôi nghĩ bảo hiểm của mình không bao gồm vấn đề sức khỏe, chỉ phòng hờ vấn đề tử vong. Đó là lý do tôi mua thêm một bảo hiểm sức khỏe của công ty khác. Về việc bị đả kích sau khi live stream Ngọc Lan chia sẻ, tôi đã hoạt động nghệ thuật 20 năm. Tôi ý thức được truyền thông luôn có hai luồng ý kiến, đồng thuận và không đồng thuận với mình chuyện nhận về những phản hồi không giống với suy nghĩ của mình là điều đương nhiên. Tuy nhiên một số trang thông tin không chính thống đã cắt livestream và đưa ra những tiêu đề không chính xác khiến sự xung đột bị đẩy lên cao trào. Tôi nhận về những lời lẽ chỉ trích, làm nhục, bị tấn công và các bài đăng của tôi cho nhãn hàng mà tôi làm đại diện và tệ hơn là tấn công người thân của tôi. Thậm chí mẹ tôi cũng nhận về nhiều lời đe dọa. Còn về phía đại diện của công ty bảo hiểm MIV Life. Ông Đào Văn Đồng, Tổng giám đốc công ty bảo hiểm MVI Life cho biết, sau khi tiếp nhận những chia sẻ của khách hàng Ngọc Lan, diễn viên Ngọc Lan, đơn vị đã trao đổi với nữ diễn viên và luật sư của cô để giải quyết và giải thích rõ vấn đề. Ông Đồng khẳng định hai bên đã hiểu hết những vấn đề vướng mắc của nhau, đồng thời phía công ty bảo hiểm cũng gửi lời xin lỗi đến diễn viên Ngọc Lan vì đã không cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo đại diện công ty bảo hiểm cho biết chúng tôi trân trọng những góp ý và đánh giá cao sự tin tưởng của khách hàng ngọc lan dành cho công ty đồng thời rất vui vì đã có cơ hội giải đáp những thắc mắc của cô Đối với sản phẩm bảo hiểm liên kết chung mà Ngọc Lan đang tham gia, thời hạn đóng phí bảo hiểm định kỳ tối đa bằng thời hạn bảo hiểm của hợp đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn đóng phí bắt buộc, cụ thể là từ năm thứ tư trở đi đối với sản phẩm này, khách hàng có thể đóng phí linh hoạt và thời gian đóng phí dự kiến thông thường là 10, 15, 20 năm, tùy theo khả năng tài chính cũng như nhu cầu bảo vệ và tích lũy của khách hàng. Tại buổi gặp gỡ diễn viên Ngọc Lan và phía đại diện công ty là ông Đào Văn Đồng đã có cái ôm làm hòa và Ngọc Lan khẳng định sẽ tiếp tục hợp đồng bảo hiểm với công ty này. Nữ diễn viên cũng cho biết ngay từ khi livestream chia sẻ suy nghĩ của bản thân, cô chưa từng có ý định kết thúc hợp đồng sau khi làm việc với MVI Life. Hợp đồng của Ngọc Lan gói Diamond cao cấp nhất được duy trì đã được lược bỏ bớt một số hạng mục không đúng với nhu cầu. Ngọc Lan chia sẻ trong live stream, tôi chưa bao giờ nói bảo hiểm là xấu. Tôi không yêu cầu công ty kết thúc hợp đồng. Tôi hiểu hợp đồng đã đặt bút ký, khi mình ngừng sẽ không nhận được khoản tiền mình đã đóng. Tôi đã đóng 2,1 tỷ đồng, một số tiền rất lớn đối với tôi. Việc tiếp tục hợp đồng là điều đương nhiên ngọc lan thừa nhận vụ ồn ào này cũng là bài học cho cô có hiểu biết hơn về những giá trị trong cuộc sống cô mong muốn sau buổi gặp gỡ này mọi chuyện ồn ào sẽ khép lại cô cho biết nếu sau buổi họp báo còn bị tấn công thì sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp mỗi khách hàng khi tham gia bảo hiểm nhân thọ đều mong muốn được bảo vệ bởi những dịch vụ lợi ích mà các gói hỗ trợ đem lại bên cạnh đó khách hàng cũng cần đều đặn đóng tiền nuôi những quyền lợi đó vì thế trước khi mua bất cứ gói bảo hiểm ở bất cứ công ty nào các bạn cần tìm hiểu thật kỹ càng thông tin nghe tư vấn đầy đủ để số tiền mình bỏ ra được dùng một cách xứng đáng trước khi có buổi họp báo giải thích những vấn đề liên quan về hợp đồng bảo hiểm mình tham gia diễn viên ngọc lan đã lên live stream khóc nắc vì lỗi sai khi mua bảo hiểm nhân thọ và lo lắng cho số tiền mình đã bỏ ra để mua bảo hiểm đáng chú ý sau khi nữ diễn viên chia sẻ nhiều nhân viên làm trong ngành bảo hiểm đã công khai công kích chỉ trích bồi nhọ nữ diễn viên Chiều ngày 7 tháng 4, người đẹp trong phim Kiều nữ và đại gia đã bất ngờ mở livestream khóc nấc, bức xúc chia sẻ về lỗi sai khi mua bảo hiểm. Trong livestream này, nữ diễn viên cho biết đã mua hai gói bảo hiểm cho bản thân và con trai, trị giá tổng cộng là 700 triệu đồng một năm, nhưng đến nay phát hiện nhiều thông tin trong hợp đồng không đúng với những gì cô được tư vấn. Sau khi mà trực tiếp đến công ty bảo hiểm để tìm hiểu thì Ngọc Lan không được giải đáp thỏa đáng, cô mất số tiền tỷ đã đóng trong những năm qua đang nói người đẹp còn tiết lộ mua bảo hiểm thông qua nhân viên tư vấn là người quen của một nghệ sĩ lớn trong showbiz Việt. Vì tin tưởng người tư vấn nên họ gửi hợp đồng qua, nữ diễn viên đã không đọc kỹ. Cô nói hợp đồng tới hơn 100 trang ai mà đọc cho nổi. Tôi không biết trong hợp đồng viết gì. Đây là cái sai của tôi và rất nhiều người khác. Trong hợp đồng không hề giống như người ta tư vấn cho mình. Họ tư vấn là 10 năm sau tôi có thể lấy tiền gốc và rút lãi. Nhưng ngày hôm nay, khi có vấn đề tôi lên bảo hiểm thì mới thấy cái hợp đồng này tôi phải đóng tới 74 năm lận. Mà con số tôi lấy ra không phải như chị tư vấn bảo hiểm nói. Từ câu chuyện của mình, Ngọc Lan khuyến cáo khán giả, các bạn phải cẩn thận xem lại hợp đồng của mình cho thật kỹ. Nữ diễn viên cũng khẳng định mua bảo hiểm là điều tốt, nhưng cần phải cẩn trọng khi ký hợp đồng. Bảo hiểm không xấu, nó là sự tích lũy và phòng trừ rủi ro, nhưng các bạn phải đọc kỹ và phân tích trước khi ký hợp đồng. Sau đó, vì có nhiều thông tin trên mạng xã hội phát tán nội dung, Ngọc Lan mất 7 tỷ đồng khi mua bảo hiểm. Chính chủ đã lên tiếng đính chính, Ngọc Lan khẳng định. Các trang mạng đang giật tít sai, cô nói Lan không mất 7 tỷ, vì Lan chỉ mới đóng 2,4 tỷ, nếu rút bây giờ chỉ mất 2,4 tỷ, nhưng đóng tiếp thì không phải được rút 7 tỷ sau 10 năm như lời tư vấn viên đã cam kết. Hiện Lan đang làm mọi cách để giảm thất thoát ở con số tối thiểu. Tuy nhiên chia sẻ của Ngọc Lan đã nhận về ý kiến trái chiều, thậm chí là những bình luận thóa mạ chửi bới. Đầu tiên phải kể đến phát ngôn gây bão của một quản lý kinh doanh thuộc một công ty bảo hiểm khi cho rằng một khách hàng như Ngọc Lan là hồ đồ thiếu hiểu biết và lười đang làm quá lên. Người này suy đoán người như Ngọc Lan hẳn trong đầu phải có sỏi, gây nguy hiểm khi dắt mũi dư luận. Sau đó có rất nhiều người đã đả kích nữ diễn viên, đáng chú ý phần lớn họ là nhân viên bán bảo hiểm. Mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, tuy nhiên điều đáng nói ở đây là thay vì giải thích cho những khách hàng như Ngọc Lan hiểu về gói bảo hiểm mình tham gia, thì dường như một bộ phận nhân viên bảo hiểm lại đang đi ngược lại với quy tắc mà những người làm dịch vụ ăn hẳn phải thuộc nằm lòng. Sau những vụ khách hàng tố các công ty bảo hiểm xảy ra, đến chiều 17 tháng 4 tại trụ sở Bộ Tài chính Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đã có buổi làm việc với đại diện các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ về công tác quản lý chất lượng hoạt động đại lý bảo hiểm và chất lượng công tác chăm sóc khách hàng. Hy vọng sau khi yêu cầu chấn chỉnh, các đại lý bán bảo hiểm, công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm hơn trong công việc của mình để đảm bảo quyền lợi của khách hàng như đã cam kết câu chuyện của diễn viên ngọc lan có lẽ ít nhiều là trường hợp mà các khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ gặp phải khi không hiểu rõ về gói bảo hiểm mà mình mua lúc này vai trò của các đại lý nhân viên tư vấn bảo hiểm rất quan trọng bởi chính những người tư vấn sẽ là cầu nối giúp cho khách hàng hiểu rõ hơn về quyền lợi của mình để an tâm khi tham gia bảo hiểm ngược lại qua vụ việc này mỗi nhân viên bảo hiểm có lẽ sẽ cần phải nghiêm túc suy nghĩ nhiều hơn về thái độ và phong cách làm việc để không làm hình ảnh của bảo hiểm nhân thọ xấu đi trong mắt nhiều người đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt